Sau đó cấp tốc biến hóa phương vị, Thâm Hồng Chi Phương giống như cũng không có cảm nhận được cái gì, lần này là hấp thu, quả nhiên là thân thể hoàn toàn diện được lợi, khổng lồ sinh mệnh năng lượng cấp tốc trải rộng toàn thân, khiến cho Lam Yên Vũ mừng rỡ. Hắn cái này hấp thu cũng không phải là Thâm Hồng Chi Vực sinh vật sau khi chết đi sinh ra năng lượng, mà là Thâm Hồng Chi Vực bản thể năng lượng. Cho dù đối với Thâm Hồng Chi Vực tôi nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, nhưng mà đây chính là vị diện lực lượng, tuyệt đối là vật đại bổ. Lam Yên Vũ vì cái gì nghĩ phải mạo hiểm tới, cũng là bởi vì hắn muốn thử một chút Hoàng Kim Long Thưởng thuần vệ hiệu quả đến tuột cùng là có thể đạt tới trình độ nào. Dùng tay trái sử dụng Hoàng Kim Long Thưởng thuần vệ tới năng lực trực tiếp tiến vào trong bản thể của hắn bên trong. Cái này tốc độ cắn nuốt đã không phải là nhanh hơn đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng phát hiện ra cái vấn đề. Cái kia chỉ là một thoáng thuần vệ sinh mệnh năng lượng quá nhiều, mình muốn tiến hóa hấp thu liền cần một chút thời gian. Đương nhiên cái này thời gian cũng rất ngắn, ví như hấp thu như thế một cỗ Thâm Hồng Chi Vực khí tức, hắn tiêu hóa ước chừng là cần 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ nghe rất ngắn có thể, trước mắt cái loại này cao độ chấn động chiến tranh có thể duy trì bao lâu ai cũng không biết. Chính là bởi vì muốn thuần phệ thiên hỏa tinh sinh mệnh năng lượng, lại thêm ứng đối thiên hỏa hạm đội, hiện tại thì Thâm Hồng Chi Vực mới có thể bận rộn không để ý tới cẩn thận cảm giác xung quanh. Nếu như chiến tranh độ chấn động rớt xuống tới, Lam Yên Vũ là tuyệt đối sẽ không như vậy tới gần mạo hiểm. Dù sao cái này Thâm Hồng Chi Vực bên trong cũng không biết có nhiều ít siêu thần cấp cường giả, cho nên lúc này dạng này hấp thu tốc độ liền có chút chậm. Đang cấp đoàn phương diện này, Lam Yên Vũ là tuyệt đối có thiên phú, thế là hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp tốt nhất. Tay trái nắm Hoàng Kim Long Thường tiếp tục hút, mà đến trong cơ thể của mình sinh mệnh năng lượng đã bão hòa không cách nào lại hút vào nửa điểm về sau, lập tức đem Hoàng Kim Long Thường giao cho cánh tay phải của mình. Thân thể của hắn hấp thu chậm có thể, khiu thể cánh tay phải hấp thu có thể rất nhanh, đó là nguồn gốc từ tại xương cốt hấp thu, cơ hồ là sinh mệnh năng lượng bị bỏ sau khi đó đi vào, trong nháy mắt đó liền sẽ bị hấp thu hết sạch. Mà tay dùng cánh tay phải hấp thu đồng thời, thân thể của hắn sẽ còn bắt đầu tiêu hóa hấp thu trước đó sinh mệnh năng lượng, cứ như vậy liền có thể làm được không có chút nào lãng phí thời gian. Không có người nhìn thấy lúc này ở Thâm Hồng Chi Vực xung quanh có như thế một đạo nhỏ bé thân ảnh tại trong chằn chọc xê dịch, không ngừng một chút lặng yên cướp đoàn của mỗi thôn vệ lấy Thâm Hồng Chi Vực năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Lam Yên Vũ hai con người càng ngày càng sáng ngời, lúc này thì hắn loại tù luyện này phương thức có thể nói là không chút kiêng kỵ. Trước kia tại lúc chủ luyện hắn cũng cảm nhận được qua cánh tay phải của mình đối với năng lượng hấp thụ thuần vệ có rất mạnh tác dụng, nhất là đối với sinh mệnh năng lượng, đó là ai đều cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn nào có nhiều như vậy thiền dưỡng tinh thạch tới nuôi dưỡng cánh tay phải của mình, bởi như vậy mỗi lần dùng tù luyện đều sẽ tránh đi cánh tay phải. Hắn cũng thử qua những cánh tay phải hấp thụ ra một chút sinh mệnh năng lượng, có thể mỗi lần đều là trồ đất xuống biển, căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả. Mà lúc này đây hắn cũng không có cảm giác đến cánh tay phải của mình lại bởi vì hấp thu sinh mệnh năng lượng có cái gì trợ giúp lớn. Cũng chỉ là hấp thu thời điểm trên cánh tay phải cửu thải sắc sẽ trở lên trên nồng đậm mấy phần, nhưng chỉ cần vừa dừng lại hấp thu, cánh tay phải của hắn màu sắc cũng sẽ khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng Thâm Hồng Chi Vực là dạng gì tồn tại? Đây chỉ là một cái vị diện, một cái tuyệt đối là kẻ địch vị diện, một cái mong muốn thuần phệ cùng hủy diệt hết thảy vị diện, coi như là chính mình thuần phệ hấp thu năng lượng của nó đối với chính mình không có gì trợ giúp, nhưng mà hại người không lợi, mình sự tình vẫn là có thể làm đó. Ít là có thể nào cùng với suy yếu đối phương, suy yếu một phần liền là một điểm, bởi như vậy là mình vụ hấp thu lại là một cái kết quả trên trời. Coi như đối với chính mình không có chỗ tốt gì, thuần phệ cũng có thể suy yếu đối thủ, huống chi là Miền Vũ còn có thể mơ hồ cảm giác được không là sinh mệnh năng lượng đối với chính mình. Cái này kiểu thải sắc cánh tay phải vô dụng, rất có thể là bởi vì cần lượng lớn cho nên còn không có hiện ra tác dụng tới. Điểm này phán đoán là tới từ bình thường lúc tù luyện hấp thu lòng thần lòng tủy quá trình. Mỗi lần khi hắn hấp thu lòng thần lòng tủy thời điểm, cánh tay phải của hắn cũng cái kia ba cây cừu thải sắc xương sườn liền sẽ trở lên trên sáng lên, một bộ phận năng lượng sẽ lặng yên bị chúng nó hấp thu. Mặc dù nhìn qua cũng không có tác dụng gì đi, nhưng là Miền Vũ cũng không cách nào khống chế hoàn toàn không để chúng nó hút. Nhưng lúc đó hắn liền có một chút nuôi nấng cảm giác, đúng vậy chỉ là nuôi nấng,
phảng phất cánh tay phải cùng với cái kia ba cây xương sườn cũng không là thuộc về chính hắn giống nhau, cần đầy đủ năng lượng cung cấp mới có thể để cho chúng nó bảo trì nguyên bản sức sống. Hiện tại cái này một chút sinh mệnh năng lượng ngược lại cũng là đến không, Thâm Hồng chi vực khổng lồ như vậy, nhìn qua càng giống là vô cùng vô tận, mà lại nó đang hấp thụ thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng, chính mình hấp thụ ra một đoàn chừng có đều là cảm giác không hết đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm cũng là hút là miền vũ càng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình biến hóa. Cái này một chút bị loại bỏ mà đến sinh mệnh năng lượng khẳng định là khẽ kém xa tít tắp long thần long tủy năng lượng cấp độ cùng với cường độ. Có thể là thắng ở nhiều, vô cùng vô tận, cái này giống như là một cái có thể không ngừng nhắc đến lấy thiên dưỡng tinh hạch tồn tại. Cái này cũng biến hướng khiến cho hắn cảm thấy Thâm Hồng vị diện này, nội bộ năng lượng tinh thuần đến trình độ nào. Lĩnh vực này ở bên trong ẩn chứa năng lượng so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn hơn được nhiều. Đang hấp thu chuyển hóa quá trình bên trong, là miền vũ khí tức cả người để sẽ tùy theo đó phát sinh ra một thay đổi cách nào vô trì vô giác biến hóa. Hắn hiện tại sinh mệnh năng lượng thật sự là quá lớn. Phải biết rằng dùng hắn thể phách hút tới ở trong cơ thể mình bão hòa là một loại trạng thái gì. Trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đều sắp biến thành cổ thể, coi như là tần bảo thú giúp hắn cùng một chỗ hấp thu, tốc độ hấp thu cũng sẽ không quá nhanh, thật sự là quá nhiều. Này không có long thần long tủy năng lượng tốt như vậy, có thể vô cùng vô tận như thế không cần lo lắng thiếu thốn đi hấp thu, tốc độ tăng lên vẫn là thật nhanh, huống chi thì hắn cánh tay phải tốc độ hấp thu càng nhanh. Là mền vũ tại trong toàn thể hấp thu ở trong thời gian, thông qua cánh tay trái hút vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, nếu như nói là một phần, thông qua cánh tay phải hào không gián đoạn thôn phệ hấp thu là chính là 10 phần. Lệnh là mền vũ là có một chút ngoài ý muốn, là cái kia ba cây kiểu thể sắc xương sườn cũng không có sống cánh tay phải xương như thế phỉ tốc thôn phệ hấp thu. Chẳng qua là đang thong thả hấp thu ra một chút sinh mệnh năng lượng, sau đó liền không cần hấp thu nữa, giống như là bão hòa giống nhau, mà điều này cũng làm cho là miền vũ đối với chính mình trước đó một cái phán đoán trở lên trên càng thêm khẳng định. Coi như là lòng kỵ sĩ cũng không dám sống là miền vũ dạng này như vậy, tới gần Thâm Hồng chi vực, nhưng là miền vũ lúc này đã càng ngày càng có một chút không chút kiêng kỵ. Tân bảo thú toàn lực bùng nổ biến ảo hiệu quả vốn là không thể nào duy trì thời gian quá dài. Tân bảo thú nói cho hắn biết, chính mình toàn lực biến ảo thời điểm nếu như là đỉnh phong nhất thời kỳ, liền lúc trước Long Thần Đại Nhân đều đã từng lừa qua, nhưng đó là Long Thần không có chuyên chú cảm giác tình huống phía dưới. Nói một cách khác, nếu như là nó đỉnh phong thời kỳ tiến hành biến ảo, đừng nói siêu thần cấp cường giả, coi như là thần vương cũng có thể giấu giếm đi qua. Hiện tại tân bảo thú dĩ nhiên còn chưa tới đỉnh phong thời kỳ nhất cấp thần cách cảnh giới, nhưng cũng đã là chân thần cấp độ. Nó đang toàn lực biến ảo tình huống phía dưới, có thể đưa đến tác dụng, thậm chí có thể nó đem tàu mẹ đều ẩn núp. Mà lúc này đây nó muốn ẩn giấu cũng chỉ là làm miền vũ một người mà thôi. Là miền vũ thuần phệ đi một chút Thâm Hồng chi vực năng lượng, mà những cái kia năng lượng lại bị thuần phệ sau cùng không có tan biến, mà là trở về Thâm Hồng chi vực, chờ đến Thâm Hồng chi vực nội bộ mới có thể lặng yên không một tiếng động tiêu tán đi. Cái này là gần như thực chất biến ảo năng lực, mà là miền vũ cũng sớm đã biến hóa vị trí, đừng nói rất khó phát hiện, còn như là có thể phát hiện cũng căn bản tìm không ra là miền vũ cụ thể phương vị. Nhưng ở cái này loại biến ảo trạng thái phía dưới, tân bảo thú tiêu hào ban đầu cũng cực kỳ lớn, cho nên là miền vũ lúc vừa mới bắt đầu cũng chỉ là dự định nếm thử, chỉ một chút có hay không có càng nhiều cơ hội, có thể đường tự theo lấy kéo dài thôn phệ, vấn đề của hắn liền giải quyết. Khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng tần bảo thú cũng có thể buông ra hấp thu, căn bản không cần bình sợ ảnh hưởng tới là miền vũ. Cứ như vậy một người một thú liền hấp thu ra quên cả trời đất, mà đối với Thâm Hồng chi vực tới nói, bọn hắn hấp thu điểm này năng lượng ít nhất trước mắt đến xem, thậm chí thật đúng là không đủ để nhường cho Thâm Hồng chi vực cảm nhận được cái gì. Trong vũ trụ bắn rời những cái kia hỏa lực năng lượng, chuyển hóa hấp thu cũng không biết muốn so với Lam Miên Vũ bọn hắn thôn phệ bộ phận này cường đại đến trình độ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, làm miền vũ cánh tay phải kiểu thái sắc lấp lánh càng ngày càng thường xuyên. Hắn có thể cảm giác được, cánh tay phải của mình đang trở lên trên hơi hơi ấm áp dâng lên, nội bộ phảng phất trở lên trên càng thêm có sức sống như vậy. Hình dung như thế nào đây? Giống như là hiện tại hắn cánh tay phải này càng sống là chính hắn, cùng hắn tự thân quan hệ này càng thêm chặt chẽ, cũng có thể cảm giác được càng thêm rõ ràng. Mờ mịt kiểu thái sắc tại xương cốt, trong cơ thể bồi hồi, mà xương cốt
nội bộ kiểu thải sắc đang ở một chốn trở lên trên càng thêm sáng ngời. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Nguyên Vũ còn chưa phát hiện ra điểm này, nhưng đường tựa theo lấy thôn vệ sinh mệnh năng lượng nhiều, hắn cái này cánh tay phải mới bắt đầu hiện ra biến hóa như vậy. Xương cốt nội bộ bắt đầu từng giờ từng phút sáng lên trên kiểu thải sắc là hấp dẫn hắn chú ý, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện cái kia kiểu thải sắc năng lượng khí tức có quen thuộc. Đây là Long Tủy, Long Thần Long Tủy, rung động đột nhiên xuất hiện ra tại Lam Hiền Vũ sâu trong nội tâm. Đúng vậy, cái kia chính là Long Thần Long Tủy. Cùng hắn hấp thụ Long Thần Long Tủy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là đây là thuộc về chính hắn Long Thần Tủy Tủy mà thôi, mà không phải từ bề ngoài mà đến. Trước đó cánh tay phải của hắn, cẳng tay bên trong cũng đồng dạng là có cốt tủy, cũng là kiểu thể sắc. Nhưng cái loại này kiểu thể sắc lại có vẻ hơi cứng đờ, giống như ở lúc trước hắn cảm thụ như vậy.